Wami adere do chu trung tâm mân là cạnh bên bắc ái. Hia ta lu do lu thu tân ni sa ra tu hộ do dân do doa thùng mà hòa gam si chào đắc và lễ phước đại vẫn cả giờ diệt đầu tư do hạ tầng lưới điện gam si ya ngạ bậc gà mộ điện ya ngạ bậc mà nị dân do tôn lu pa ra ít gà do ta lo cả rề hệ thống lưới điện do nhu hia tạm ta lệ do lu nguy hiểm ít nhà mà nị dân chu ni khơn khèn lại cạnh bên bắc ái do ra đầu tư hạ tầng lưới điện ya ngạ bậc do thuận lợi gạt lạ do chu ngạ bậc chu gia lạ nhà một thùng ma hoa cảm gì thùng chào đắc và lấy phước đại hạ tầng điện ya do ngạ bậc dân đầu tư sống một sự gợn nhà chu dân do ba gác gì ta chu từ chính từ đây do áp đặt tin đối lập tán lục đáp lục thụ nì bút mộ điện mộ ya ốc gà mũ già ngạ bậc gia hô rầy mù pi năng thị phấn độ thùng ma hòa và cạn độ đầu tư tá lu tư du triệu đồng gà tá lọ ông mà bà nọ già độ ta dễ lú mát ra tù mét nhờ xa hội dần tờ mừng trừ gia lạ già mẹ tân bờ mù rầy bu xã gà số dình prong gà tá lọ ông bà nọ già nhà mà bu lu hà lầy khung mũ già mà gà mà ngạ bậc gia đình ở đây cả chục năm rồi mà không có nước sinh hoạt, nước phải bắt từ ngoài kia. Bợ cầu độ tân nì, tí chút lụt thụ nịp lộ, mà bút mộ ya tổ ngạ bậc. Nhà mà bà cạ, mạ ya tớ mương bạ gà đi, phải lú ma ra tụ tân, năm ra tụ mít, mà mạ tân bở, mạ tụ qua nì, mà bạ gà tụ chù gia lạ ta đi, hia bở, mù lúc mộ ya khác, lúc mộ ya ổ mà tổ ngạ bậc. Giữa hộ bờ bút mô đủ điều kiện gà ta lộ ông bà nội già thì đồ đành hùng chung dình xì gợn xì một người hàng xóm dễ nhà gà mạng đồng hồ gàm xì ya hù rầy phải mạng độ ca dạ ya nhà đồ mạng mê ta bờ mà ngạ bậc cùng một thôn bên phía bên kia thì có nước mà xa, bên xa này lại không có nước nhưng mà gạt lạ thùng xì gợ, hia mà bà gạt đi thì mu ya, bà gạt bà ni lẻ mu ya ổ, ya bạc nào ngạ bù huộm mè, độ là lê oan lọ, phải nào mạ ya, tớ mừng bợ mừng đi nhà, gà mè ngạ bậc, càng hiểu hà lê mu ya, gà qua miệng, tổ ngạ bậc. Bù cỡ tù kì ya, mà a bít tích tà chù nì, đồ tù kì, a bít tích đồ hạ tầng, điện, đồ ngạ bậc nì, đồ sinh hoạt. Điện đô sinh hoạt mùa a bít tích ta chù dân cư, diệt mạng đô tạm, bù chẳng chịt ta lầy, mù ta chù ta lề điện đô mạng tu pa a bít trụi đô sát mếp già lạ, đô nguy hiểm ít, nhất là ta mà bạ hù dạ rù bù. Cả do diệt và diệt lưới điện hạ thế mà mình dần, đô chấp nhận anh hạ nguy hiểm nì mà mù gà điện đô mạng ngạ sinh hoạt. U nì cứ bà tân lú má hổ liền kề xì gợ, đọc bà cạn mạng ngạ xì gợ, xa công tờ điện, đọc nhà chia sẻ vụt tờ gia hổ. Hệ thống đọc điện đọc tạm nì, đọc chấp nối bút cỡ lo ngạ nguy hiểm mà tỷ lệ nhu hao hụt điện năng đọc rộng ít, đọc là ngạ khác, cả nhà bà rẹ, đọc sinh hoạt mong một nỉ dân. Điện xa quá, từ túc lên kia qua đây luôn à, thì mấy trăm mét lớn. Điện a ta quan tớ mừng bà gà đi tu pa nì ya ro tu mết blo hà điện diện nì đỡ hà du hà lây mà bờ xè mua hà du đau mà sạp lạ nằm tân tì du ra tu xà bờ bờ dễ đoa ra tu mấy mà bút mù đồ ngạn bù điện xì đồ ngạn và đặt điện thôi mà mua cây hà lây mà mua tu lạnh xè dị ốc mà đặc biệt bà con là hộ nghèo không có điều kiện bắt điện thì mong muốn của bà con đây một là cái nhà nước. Cả đây là hòa miệng hộ cả sọ, bút hộ điều kiện, gà, mạng điện, thì xa nâng khen hòa miệng đội chủ nì, bợ già, tu hạ, công tơ điện. Nhà mà đoà là mạng già sinh hoạt, thì ông già tơ mừng bà gà đi đoà ta, thì xa nâng khen hòa miệng là điện đo ngạc bà sát đá. Đoà là ya sinh hoạt, đồ mạng mu ống gà qua miệng, đồ mạng dị ni hơn, cà rầy là bạ hồ già, ta lệ điện ni như ngạc tu pao mai vợ, đồ nguy hiểm ít. Tụt loạn Ủy ban Nhân dân và lễ phước đại Bretau,
ni là chủ dân cư đồ ô ni buộc mừng lâu đồ địa bàn mừng đoa thùng ma hoa cảm xì cháu đắc chữ buộc lọc bà cạn một dân tự ý đồ bà diệt bở đồ gắt lo ta nạ ạp buộc cả xong lâu hè mà nì cỡ mù gia hộ dân đồ bà diệt bở đồ ta chủ ô ni gia bở ya cả dơ đầu tư hệ thống đồ hạ tầng điện đồ ngã sinh hoạt cảm xì ya sạch nì nhà tân nì chủ dân cư nì gia hộ rầy bà diệt đồ nào tân Saratu sắp lục hộ, nhà có giờ việc đấu nối hệ thống điện và tổ ngã sinh hoạt. Chúng tôi cũng kiến nghị lên cấp trên đó, sớm để hạ công tơ điện. Cả mình khung đổ kiến nghị gạch lô cấp, nhà đổ ra hạ công tơ điện và việc điều kiện gà hòa miệng thuận lợi. Gạch lạ bộ, mạng điện, không giờ đổ bộ, mạng ngã giả sạch, đổ hợp vệ sinh, gạch lô địa bàn thôn Ma Hoa, cầm xì cháu rắc. Uni ya sinh hoạt mua quà miệng khu giờ đổ bỏ mạng ngạn điện cắt lo địa bàn quà miệng đổ keo tới mỡ tả giờ quà miệng bút mùa điều kiện thì bắt cạn mạng ngạn xì gợ đổ ra là ống sinh sống nó đông hơn cho người ta có mở rộng cái khu dân cư đó ra cho nên một số cái hạ tầng điện với nước thì nó theo không kịp đồ hủ đi ta buôn hờn nhà mà nhiều ura bờ prong chủ dân cư nhiều từ bịa sai cả nhà là xa số hạ tầng điện gì ya tụt lại độ bút kịp ở nhà xa số hộ dân mà nhiều ura ngã bờ độ chua tả chủ dân cư khung tụ kỵ ya gam xì tụ kỵ điện cây ya ni bà lê phước đại mu giả mạng giật gam xì mu ngã bộ báo cáo xì ủy ban nhân dân là gần bên thì mu Kaya là gần bền, bà xè, gà dự phòng bang, mù là gần bền. Phối hợp si điện lực Ninh Sơn, Bắc Ái, dự án đề ai mù đồ ngạ đồ nọ ạ bụt bạ. Gà mù đầu tư, đồ kéo hạ thế điện nọ tục bạ. Gà hòa miệng, mù đồ điện đồ sinh hoạt ta chù nì. Đồ tơ đồ ạ thì trung tâm ạ sạch vệ sinh ria mù đồ bề án đề ai nọ ạ ta chù nì bộ. Dễ thời gian gật lại dễ tần. Ra đầu tư hệ thống và tổ ống gia kẹo tam ma chủ nì block la gạt bên ngã vợ si ngân hàng và ăn sụp rạ gà quả miệng bày bà địa hà gà sạch đồ vệ sinh ria gà mạng đồng hồ đấu nối phục vụ gà sinh hoạt ngã bậc quả miệng việc mạng ngã gà sạch gam si điện lưới quốc gia là quyền lợi gam si nhu là nhu cầu tổ gia mua một dân một người dân đổ đoa thôn mà hòa cảm xì chào đắc và lê phước đại buông đổ bà cạn đổ hạt tài đổ gạt lạ xa thùng xì gợ mà bà gạt nhà mua điện và sinh hoạt đầy đủ lọ mua trà đổ vượt là buông mùa ọt do nên là gần bên bắc ái đổ bà cạn đổ ra đầu tư hạ tầng đổ lưới điện nhà và sinh hoạt gà đảm bảo quyền cơ bản mua giấc hộ dân mua đoa thôn mà hòa cảm xì chào đắc.